lãi suất cho vay mua ô tô giảm mạnh, khách hàng dễ dàng tậu xe cuối năm. VAMA cho biết, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.826 xe, tăng 28% so với tháng 8 và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.426 xe, tăng 41% so với tháng trước. Nghị định số 70/2020 quy định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 28 tháng 6 đến hết năm 2020 là động lực chính giúp thị trường ô tô trong nước sôi động trở lại. Theo công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh, nhà phân phối xe Mercedes-Benz lắp ráp trong nước, doanh thu bán xe quý 3 năm 2020 của công ty tăng mạnh 35% lên 1.651 tỷ đồng, nhờ cả số lượng xe bán ra và giá bán đều tốt hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, số lượng xe bán ra tăng nhờ chính sách giảm 50% phí trước bạ, giúp giảm chi phí mua xe khoảng 4%, từ đó kích thích nhu cầu mua xe. Bên cạnh đó, chính sách giá bán kèm nhiều ưu đãi cộng với lãi suất ngân hàng đang hạ nhiệt cũng tác động không nhỏ đến quyết định mua xe của người dân trong những tháng cuối năm. Chỉ trong tháng 10 vừa qua, hãng xe thuần Việt VinFast tung gói ưu đãi chưa từng có, làm xóa bỏ rào cản ngăn cách giữa khách hàng và chiếc xe mơ ước. Cụ thể, hãng xe này giảm 42,5 triệu đồng cho khách hàng lựa chọn chính sách trả thẳng, giảm 27 triệu đồng lệ phí trước bạ cho dòng VinFast Fadil, giảm tiếp 50 triệu đồng cho khách hàng tham gia chương trình đổi cũ lấy mới, lên đời xe sang, giảm thêm 70 triệu đồng khi khách hàng mua xe VinFast sử dụng voucher mua nhà Vinhome. Trao đổi với Infonet, bà Trương Thị Bích Thủy, trưởng phòng bán hàng công ty cổ phần thương mại và đầu tư quốc tế, đơn vị phân phối dòng xe VinFast Chevrolet cho biết, lượng xe bán ra tại công ty đã tăng đáng kể trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Dự kiến đà tăng vẫn sẽ tiếp tục từ nay đến Tết Nguyên đán. Ngay từ tháng 10 khách hàng đã phải chờ đợi vì không có đủ xe để bàn giao. Với sự khởi sắc của thị trường, tôi cho rằng đà tăng sẽ vẫn được duy trì, thậm chí còn tăng mạnh hơn từ nay đến cuối năm, bà Bích Thủy cho hay. Không chỉ xe mới, một đại lý bán xe cũ trên đường Phạm Hùng, Hà Nội cho biết, trong tháng 10 vừa qua, lượng khách quan tâm đến xe cũ đã tăng khoảng 20% so với tháng 9, chủ yếu là khách hàng lần đầu mua xe. Điều này cho thấy dịch bệnh không làm giảm quá nhiều nhu cầu mua xe dịp cuối năm của người Việt. Để đón sóng cuối năm, hệ thống Enica Việt Nam, chuỗi cửa hàng mua bán xe cũ với 6 cửa hàng lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng vừa công bố chương trình khuyến mãi siêu khủng trong 2 tháng cuối năm. Dù chương trình này không trực tiếp giảm giá bán xe, nhưng Enica cho biết sẽ giảm giá từ 10% đến 20% đối với một số dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các phụ kiện. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng triển khai các gói tín dụng với lãi suất có phần giảm nhiệt cho khách hàng vay mua xe. Với ngân hàng VPBank, nhà băng này công bố hỗ trợ vay 85% giá trị xe cùng lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cho khách hàng vay mua xe VinFast, miễn lãi 3 tháng đầu cho khách hàng vay mua xe Volkswagen. Ngân hàng TPBank áp dụng lãi suất 7,8% một năm, cùng hạn mức 75% giá trị xe. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB công bố gói tín dụng lãi suất 8,2% một năm với hạn mức vay lên đến 80% giá trị xe trong thời hạn 8 năm. Mức lãi suất này có thể coi là mềm so với lãi suất từ 9% một năm đang được một số nhà băng áp dụng đối với khách vay mua ô tô.